Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến. Thì ngày hôm nay Tiến xin chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái drama mà dành nhà cho ở nhà của mẹ con Cám nha cô chú anh chị ha, cực kỳ căng. Ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều những cái nội dung hay. Thì tiếp đến đó là nội dung là Ni sẽ nói về những cái phim sáng đèn của Hồng Loan nha, cũng giống như là phía bên đạo diễn, nhà sản xuất cũng vừa liên hệ với Ni đó, giải thích cái lý do vì sao mà cái poster không có hình của Hồng Loan. Cái thứ hai đó, bây giờ cái cô mì xào nói rằng Ni là đại gia nổ này kia, thì Ni chính thức nổ cho cái cô mì xào để banh nóc luôn nha cô chú anh chị ha, nhục mặt luôn. Thứ ba thì quý vị thấy rằng Hồng Loan cũng vừa trả lời phỏng vấn liên quan đến cái vụ sao kê, thì chúng ta hãy xem Hồng Loan nói gì. Và thứ tư á, thì Hồng Loan sẽ nói về cái bản di chúc mà ông Năm để lại và những tình tiết mà trong cái bản di chúc đó nha cô chú anh chị ha. Thì thứ năm á, thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận về câu chuyện của ba cô ve khi ngày hôm qua lên khẳng định rằng tôi ủng hộ con gái của tôi tranh giành tài sản. Thứ sáu đó thì là một số những cái mâu thuẫn xảy ra trong cái thời gian vừa qua với những cái người mà yêu thương Hồng Loan nha cô chú anh chị ha. Thì trước khi vào những cái vấn đề thì hôm nay đã là mùng 4 rồi, thì Tiến xin chúc đại gia đình của chúng ta năm mới làm cái gì nó cũng suôn sẻ, làm cái gì cũng có phát tài phát lộc ha cô chú anh chị ha. Và mọi người đang chuẩn bị cho sự khởi đầu của năm mới ha. Hôm nay là chuẩn bị là hết Tết rồi, chúng ta đang háo hức để mà bắt đầu làm năm mới đúng không? Nhưng mà có những cái người đang gầu rĩ cô chú anh chị, đang lo lắng, đang lo sợ. Đó, là ai cô chú anh chị? Mẹ con Cám cô chú anh chị đó. Em nghe một cái thông tin là mấy nay chạy đôn chạy đáo đó, đi xong đắt xong rồi tốn mớ rồi cô chú anh chị, giống như là đi chia tiền đó cô chú anh chị, giống như là thay vì mình ở lại nhà nó chia chia phần phần bao nhiêu tại vì thỏa thuận rồi, thì bây giờ lại xong đắt thì một công hai việc đó, mẹ con ve cũng đâu có vui vẻ gì đâu cô chú anh chị. Tiền mắc mà, tiền ra mà đâu có vui. Nhưng mà sao giờ, bây giờ muốn có ruột thịt thì phải có tiền mới được ruột thịt được, cơ không có tiền sao ruột thịt được. Giờ cũng cay cắn răng nhưng mà tiền nó vô bao nhiêu đâu, giống như là mình thu nhập được 10 á, thì mình chia lại cho người ta cũng một hai đâu, ăn ên mình được. Thì nghe nói là đâu đi mướn luật sư của chúng chị, tại vì lo quá, tại vì nghe nói là cái phiên tòa xét xử qua Tết này nằm trong cái tháng này luôn nè. Nên bây giờ mẹ con ve đang cố gắng chạy đôn chạy đáo nhờ luật sư tìm cách làm sao mà anh, tôi không biết anh làm gì mà anh phải kéo dài cái phiên tòa này ra cho tôi, ít nhất cũng phải qua hốt cái ngày giỗ ông Năm, tại vì ngày giỗ ông Năm là cái ngày bội thu tiền nữa, lúc đó tôi tổ chức cái này cái kia kêu gọi này kia nữa cũng hốt được mớ nữa, nên anh làm cái gì cũng phải kéo dài qua cái ngày giỗ ông Năm nha cô chú anh chị. Giỗ ông Năm thì còn có 1 tháng mấy nè đó. Và một người cũng đáng lo nữa đó là cô báo 20k cô chú anh chị. Em nghe nói là cũng bữa giờ cũng là khóc lóc nè, cũng giống như là kêu mẹ con cô Sáu cứu, nhưng mà cứu gì nữa, bây giờ cứu đúng không, mẹ con Sáu giờ là giống như là bế quan tọa kẽn rồi, không tiếp xúc với cái cô báo này nữa đó. Và cô báo này cũng nói rằng nếu mà từ đây tới qua Tết tới mà dạng như qua gầm á, nếu mẹ con cô Sáu này không giúp cái cô báo này á, thì cô báo này sẽ khai hết từ đầu tới đuôi luôn, sẽ đưa hết tất cả những bằng chứng cho cơ quan điều tra luôn đó. Lúc đó thì ai là cái người chịu tội nha. Căng lắm, giờ nội bộ kia lục đục thấy gì đó chứ, lục đục lắm mấy cô chú anh chị. Và một cái nhân vật mà chúng ta nói trong suốt cái thời gian vừa qua đó là cô Mì Xào nghe cô chú anh chị, sau khi mà bị mẹ chồng cấm cửa về nhà thì bây giờ tiếp tục qua Tết này cũng đang nghe nói là đang bệnh cũng đang nặng lắm, tại vì lo suy nghĩ không ngủ được cô chú anh chị. Thì sao, tại vì bây giờ lỡ rồi, bây giờ tưởng đâu là mình quay xe lại để mà mình ủng hộ mẹ con cô Sáu thì bên kia họ rút đơn cho mình đó, mình rút đơn cho mình thì mình thoát nạn đó, mà ngờ đâu mình quay xe mà bên kia bây giờ á, họ trở mặt cô chú anh chị, họ trở mặt, họ không nhìn nhận luôn, cũng giống như là họ không gặp luôn đó, họ không quen biết luôn, bây giờ á, đứng giữa ngã ba đường giờ không biết sao luôn. Mà không ngờ Hồng Loan, tại sao mà đầu cái drama tới giờ đó, biết nhiêu người nói về Hồng Loan này, con hờ lờ này mà nó không kiện, tự nhiên cái mình quay xe, mình chỉ vì muốn bảo vệ bản thân mình muốn cô bên kia rút đơn thôi, mình quay xe nói nó có vài câu thôi mà giờ nó kiện. Mà bây giờ nó kiện xong tự nhiên cái qua Tết cái ông giáo ông gọi lên, mà đợt này ông giáo gọi lên ông cũng hết hồn nữa, đáng lẽ là người ta chính hoặc là
chị nhưng chị lên hỏi này, chị nói sống cái mẹ con cô Sáu như thế nào để cho tao bị kiện, tao kiện gì đó. Rồi chắc bữa sau cái lên cái người ta hỏi, ủa tại sao hôm qua mới gì nói chị về cái câu chuyện mà bị mẹ con cô Sáu kiện rồi hôm nay lại tới bị bên HL kiện nữa. Ủa chị YouTuber chân chính, chị uy tín quá. Ủa mà tại sao mà hai có drama, có bên chính bên tà, bên đúng bên sai à, mà chị bên nào có bị kiện, chị là bên chính giữa bị kiện rồi thua chị luôn đó. Ngầu lắm cô chú anh chị, mấy vị nghĩ đi, bây giờ bị hết cái việc mà phạt 7,5 triệu rồi, nếu mà vẫn còn tái phạm thì nặng hơn, ủ tờ là như chơi rồi, còn phạt 7,5 triệu nó cô chú anh chị đúng không? Bởi vì đang rất là lo cô chú anh chị. Mấy ngày nay giống như là một mặt á thì lên mạng để mà vu khống xuyên tạc về chị Ni đó, thứ hai á là đi tìm cách để mà tiếp cận mẹ con cô Sáu để sao, để mà xin giảm, để xin rút đơn đó. Nhưng mà bên kia người ta xem như vẻ gắt vô cô chú anh chị, người ta đâu có tiếp, tại vì một một núi nào làm gì có hai vua đúng không đó, một gừng làm gì có hai hổ đúng không đó, nên bên kia người ta biết được cái cô này chuyên ghi âm chuyên này kia, người ta đâu có dám lại gần. Với chuyện cô làm cô chịu đó, lên vu khống nhục mạ chúng tôi thì giờ cũng bị lãnh thôi đó. Giờ người đâu còn đâu có chú gì đó, đang lo lắng lắm, nhìn mặt bơ phờ, người ở chú quê người ta từ năm cho về, bây giờ Tết này đâu có dám đăng hình đâu có chú chị, đâu dám live stream, bình thường là đăng dữ lắm nhưng giờ đâu dám có chú chị, tại giờ sao khoe vậy, không lẽ giờ lấy hình mấy năm trước cho khoe thì mấy tụi kia nó soi ra được, mà giờ về quê đâu cho về, giờ về dưới ghi âm người đồng sở hữu này kia người ta cũng sợ chú chị, đi cái dòng này là đi đâu người ta cũng sợ chứ á đó, bởi vì khó khó chịu là vậy đó đó. Thì bỏ cái cô mì xào qua bên đây, bây giờ Tiến sẽ nói về cái câu chuyện mà anh giám đốc sản xuất của bộ phim Sáng Đèn nói về Hồng Loan như cô chú anh chị ha. Tại vì một số những người đặt ra, một số những cô bác anh chị đặt ra câu hỏi là ủa tại sao trong cái poster Sáng Đèn lại không có poster hình Hồng Loan, rồi một số những kẻ lợi dụng cái drama này cũng giống như là một số những cái kênh kênh núp bóng trong nhóm mà ủng hộ Hồng Loan của chú chị lại tung những cái bài lên đó rằng á không có gì, không có hình Hồng Loan, tẩy chay phim nó đi, tại sao không có cho Hồng Loan vào poster này kia. Thì thật sự ra em không giải thích thì quý vị khán giả cũng đủ hiểu rồi, thật sự đây là bộ phim đầu tiên của Hồng Loan đóng, và Hồng Loan chỉ là những cái phân cảnh nhỏ thôi cô chú anh chị, cũng là một khách mời thôi, nằm trong số một số những khách mời khác đó. Và như quý vị thấy là poster thường thường là có những cái diễn viên chính chứ đâu có để những diễn viên phụ đúng không đó. Và đây cũng là một cái vai thử sức cho Hồng Loan để sau này giả sử như có năng khiếu thì sẽ được vô những cái vai mới hơn và diễn nhiều hơn nữa, thì lúc đó sẽ có poster đúng không, mình mới người mới vô mà, chứ phải là nói tại vì tôi drama tôi nổi tiếng là tôi được vô poster, đâu có, cái đó là lợi dụng cái drama rồi đúng không, để mà quảng cáo phim rồi, nên đâu có được cô chú anh chị. Nên cô chú anh chị hết sức bình tĩnh ha, đừng nghe bọn kia nó kích động nó rằng tẩy chay phim đó không có Hồng Loan, rồi tẩy chay phim đó vì không để poster Hồng Loan này kia, không phải vậy nha cô chú anh chị ha. Chúng ta phải ủng hộ bộ phim có Hồng Loan và chúng ta phải xem cái vai diễn của Hồng Loan phải dù ít nhưng mà đây là một cái đánh dấu cho một cái cô gái bắt đầu chập chững bước vào nghề đúng không cô chú anh chị. Thì chị Ni có nói như thế này, mong rằng lần thử sức với điện ảnh kỳ này Hồng Loan được mời với nhiều vai diễn hơn, và quan trọng là trong thời điểm ít nhạy cảm nhất có thể. Anh Cường nhắn cho Ni, vậy Ni cũng hiểu nỗi lòng của anh Cường này chắc là đạo diễn nha cô chú anh chị, rất mong một số anh chị cô chú ba chấm yêu thương Hồng Loan hiểu được vấn đề ạ. Mãi trân quý tình cảm của tình cảm đã dành cho Hồng Loan đó. Thì dưới đây là cái dòng tin nhắn nè đó, hơi chán chút xíu nha cô chú chị, không thấy thông cảm giúp em nha. Nè anh Cường này nhắn như thế này, hello em gái, thấy bên FC của Hồng Loan chết là không có hình Hồng Loan trên poster hay hình quảng cáo, tội em, tội cho em, phiền em rồi, như anh nói với em từ đầu sản xuất và anh không muốn dùng hình ảnh của Hồng Loan để quảng bá phim sẽ không hay cho sản xuất hay hay cho Hồng Loan, sợ khán giả khách quan hiểu lầm mình dùng Hồng Loan để PR phim, Hồng Loan là khách mời trong trong phim nên chỉ có hai phân đoạn, sản xuất không thể dùng hình ảnh của Hồng Loan để PR phim, còn có những cô chú khách mời khác Hồng Loan phù hợp với vai anh mời, coi như thử sức, anh thấy Hồng Loan hiền dễ mến, có cái kỷ niệm khi phim có nói về cải lương sẽ là một kỷ niệm đẹp cho con gái ông Hoàng cải lương, em có cách nào giải thích cho fan Hồng Loan hiểu giùm cho anh nha.
Đó thì đây là đạo diễn nói thôi cô chú chị ha, thì như đây thì chúng ta đủ hiểu rằng là không thể trách bên nào đạo diễn được, không thể trách nhà làm phim được, mà thật sự ra chúng ta cũng không có gì để trách hết nhớ, chỉ có một số những cành vô kích động nhưng mà họ phá thôi cô chú, mang tiếng lộn hồn luôn, nhưng họ phá là sao, họ muốn gây áp lực cho bên sản xuất thôi, sau này không ai dám mời Hồng Loan nữa thôi, chứ thật sự ra ai cũng biết mà, một cái cô gái đâu có đóng phim, cũng đâu là nhân vật chính gì đâu mà sao mà được trong poster này kia. Nhưng mà đối với mẹ con cô Sáu là khác nha, gặp cô bé là khác nha, là tự động lấy ảnh, lấy cái poster đó dán ảnh mình vô đó à, bởi vì hai con người hai cách cư xử khác nhau nha cô chú chị ha. Rồi một số người nói như thế này là cô chú chị à, giả bộ là vô group rồi ủng hộ Hồng Loan rồi nói những cái này là để gây sao, nghe kích bác cái chia rẽ, nói như thế này nè, chuyện Ni bị cấm nhập cảnh vào Mã Lai là có thật, sao Ni không nhận vậy nhỉ, Ni đi Hồng Kông, đi Đài Loan, đi đâu Ni cũng úp hình và like ở đó để người ta thấy Ni đi chu du khắp nơi nhiều, nhưng chỉ có Mã Lai là Ni không dám úp, toàn nói miệng, úp toàn hình cũ ở Mã Lai với cái mặt khác với hiện tại, ai cũng đoán được thôi, dù Ni đang muốn khoe dạo này Ni đi khắp nơi nhiều. Và thêm một tin chấn động nữa, Ni vẫn chưa có quốc tịch Úc nữa à hả, và chưa là công dân Úc đâu, đang chỉ có thể cư trú thôi. Úc vô quốc tịch rất lâu và khó có thể lên tới 10 năm mới đủ điều kiện vô quốc tịch chứ không dễ như Mỹ, nên ai có ý kiến Ni ở Việt Nam thì cứ mạnh dạn gửi đơn đi ạ. À, Ni vẫn là công dân Việt Nam nhé, chứ chưa có quốc tịch nước khác đâu. Thì cái bài đăng này á là của một cái bạn đăng trong cái group yêu mến Hồng Loan. Thì đầu tiên á, thì xin nói là mấy cái bạn mà quản trị viên của mấy group á, thì trước khi mà mình duyệt một cái bài nào đó thì mình phải coi thứ nhất nội dung đó có đúng hay sai, hay là nội dung gì, chứ tránh những cái thật sự ra quý vị thấy nói chuyện mà thấy ngu, mà thật sự ngu, mà thấy ngu mà không có thể nào mà nói luôn, đi nước này nước kia được không, được nhập cảnh vô Mã Lai, quý vị nghe có thể không? Đi, tôi hỏi nè, đi làm cái gì mà không được nhập cảnh vô Mã Lai? Thật sự ra tới thời điểm này đi không livestream, không đăng hình ở Mã Lai là ý nhờ thách thức đó, ý là khịa đó. Mọi người muốn tôi đăng hình đúng không, muốn tôi qua livestream ở Mã Lai đúng không, tôi không đăng đó, làm gì được tôi, ở giờ ngon có ngon thì chơi một cái kèo vậy đi đó, người ta ngủ chơi 5 miếng đất đó, chị Đại bây giờ bỏ rồi đó, bỏ trốn rồi đó đó, rồi cái cô mì xào đó dám chơi không hả? Còn cái việc người ta có quốc tịch Úc hay không nhưng đâu quan trọng, rồi ngon kiện đi, em cầu mong kiện nha, nhưng mà nhớ như thế này nè, mình kiện đi thì được, người ta nhận đơn, nhưng mà mình phải chứng minh được Ni vi phạm pháp luật nha, còn Ni mà không vi phạm pháp luật là đời hơi bị mệt nha, giả sử như cái mức thu nhập hàng ngày của Ni là bao nhiêu, nó tính ra từ cái ngày bị kiện là tốn bao nhiêu tiền, rồi ảnh hưởng tới gia đình con cái như thế nào đó, thì phải quy ra bằng tiền, thì quý vị thấy đi, sơ sơ thôi là bao nhiêu tiền, rồi kiện đi, rồi lúc đó mà ngồi bồi thường, rồi kiện đi vụ gì à, tại vì binh bảo vệ Hồng Loan hả, rồi kiện vụ gì, em thách mấy người đó dám kiện luôn, cô chú chị nói miệng thôi, bây giờ dám người nào dám gửi đơn kiện đúng không, rồi bây giờ ai nói ông Ni bị chi nạ, trời ơi, chi nã mà người ta đi vòng vòng ngoài đường vậy đó, trời ơi, em nói nè, đừng có nói là khác quốc gia không có thể làm gì được, đâu có ai mà chấp nhận, trời ơi, ông đã nó đang bị chi nã Mã Lai mà Việt Nam đi tung tăng, nó lên khoe hình, nó chụp hình rồi nó làm này làm kia được, trời ơi, mấy người không hiểu gì luật hả, hay là mấy người ngu quá nên không biết cái gì, nên đừng có nói kiểu đó ha, vậy không, vậy mà cũng nói được, cũng gì cũng dắt dắt được nè, up bây giờ muốn người ta up hình, muốn người ta live stream hay muốn người ta làm gì chứng minh đó, thì bây giờ làm ơn chơi cái gì đi, chứ nói tôi nhưng thách tôi về nhà tôi chụp hình, người thách tôi qua Mã Lai tôi chụp hình, tôi đâu rảnh đâu đúng không, mà chơi về đi mới chơi đó, giờ càng thách tôi không chơi đó, đó giờ chơi đấy, năm năm có sổ đâu, vậy không chạy mất dép hết trơn mà cũng la làng bị chi nã ở Mã Lai mà vô lãnh sự quán ở Mã Lai nói chuyện về thấy buồn cười á. Mà những cái chuyện buồn cười này thì xảy ra trong cái drama này hết cô chú anh chị. Thì tiếp đến thì ngày hôm qua Ni có khoe, nói chung là em thấy là có những cái bill chuyển tiền nè, là ngày 12 có số niềm khi nó lên tới 2 tỷ 200 triệu rồi 400 triệu, nói chung là nghèo lắm chứ quý vị ơi, Ni nghèo lắm, nói chung là Ni không có tiền đâu, nói chung là quét gác này kia, nói chung là mới có 12 nó chuyển cho vài tỷ xài chơi vậy đó. Không biết Ni làm gì nha, chắc Ni bị Ni là người vô gia cư ha, mà thật sự vô gia cư như Ni em cũng muốn cô chú chị ai cũng muốn chân á, có bên cô Sáu là không thích à, tại vô gia cư mà nhiều tiền quá rồi sao cô Sáu đấu lại đúng không à, thật sự ra quý vị thấy đi à, họ có thể là vi bằng họ làm tất cả mọi thứ
nhưng mà họ vẫn không qua được cái đạo lý và qua được pháp luật đâu cô chú anh chị. Thì Ni nói như này nè, thường thường mấy đứa có chút hay khoe mẽ lắm, giống Ni nè, nay Ni thấy khó ưa không mọi người, không bằng cóc ghẻ người ta mà bày đặt có mùi tanh tanh đầu năm rồi, đăng chút xong Ni xó nha, chứ ăn gạch đá mới mùng ba lộc thần tài vô, nhiều khi không bằng cái đồng hồ của dân giàu đeo nữa, mà con Ni này nó làm quá rồi nha Ni. Này rồi cái cô bị sao nghe là sẵn tức chắc ốc, chắc là nhập viện nữa rồi, tức nghe này tức nhập viện nữa rồi, tài sản mình cộng lại cũng tại giờ nó không bằng cái đồng hồ người ta đeo nữa. Mà thật sự như vậy của chú anh chị đó, thật sự cái cô mà bị sao này thì em hỏi là cũng khá giả lắm đó, lúc trước gặp cũng khá giả, nhưng mà quý vị đi vậy đi khá giả đâu gặp đâu có giàu có như bà bị sao này á, thì quý vị đi đâu có thời gian đâu mà lên trên mạng livestream nói tối ngày. Em nghe nói là đâu giấy tờ đem đi ngân hàng để cầm để mà kiếm tiền rồi đó, không biết là trục trặc cái gì. Thì bây giờ chịu khó xin năn nỉ Ni đi, rồi Ni cho vay tiền cho bà mua luôn, khỏi mất công mà đi cầm ngân hàng vay rồi thủ tục này kia nữa đó. Giàu có quá khoe lúc nào trời ơi, tiền chỉ làm YouTube không bằng chỉ đi du lịch nữa. Trời em lỡ chị nghe là chị du lịch bao nhiêu vậy, thử chị thử cộng từ cái lúc mà chị làm về Hồng Loan 5 tháng trời thôi, chứ bằng cái thu nhập từ lúc mà chị mở kênh ra được bao nhiêu, rồi doanh thu của chị một năm gần nhất là bao nhiêu, chị thử cộng lên thôi đó. Bây giờ Ni này chụp hình ngân hàng tài khoản này, ta chuyển khoản nè, giờ chị cũng chụp hình ngân hàng tài khoản đi coi thì chị được bao nhiêu tiền, mà chị lúc nào nói ui đại gia nổ này kia, quý vị thấy không, cái phép tính thôi cũng là tính ngu hơn người ta rồi, nghĩ sao mà tính Hồng Loan sao mà một năm thu nhập 300 mấy chục tỷ, quý vị thấy là vô lý đúng không đó. Cậu khoe mình là có ăn có học, cuối cùng ra cái tự tự động tác mình nói rằng 28 3 gì, khoe hình là đi gặp hội bạn làm công nhân 28 3 năm về 30 năm về trước, mà bạn nghĩ đi 30 năm về trước thì cô này bao nhiêu tuổi, thì người ta tính ra cô này sinh năm 81 thì tính ra thời điểm đó có chừng 14 13 14 tuổi, 13 14 tuổi thì làm công nhân, thì vô đã làm công nhân rồi mà khoe mình là có trình độ này kia, mình học thức cao này kia thì không biết học thức gì, 13 14 tuổi học lớp 6 lớp 7 là chứ nhiều đúng không cô chú anh chị, không tự vả mặt mình đó. Rồi có cái chuyện mà cô này làm ở Nguyễn Du này kia không, trong mấy quán hàng quá hay không thì từ từ quý vị sẽ hiểu ha. Đó, quá nhiều cái hay, quá nhiều cái để đáng nói luôn cô chú chị, bởi vì tự mình vạch áo cho người ta xem à. À, thì trong cái bài phỏng vấn trên một cái báo thì Hồng Loan có trả lời là liên quan vấn đề sao kê, thì hiện tại nha cô chú chị ha, Hồng Loan đang nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra về vấn đề sao kê này ha, và cái vấn đề này thì nó cần phải có một cái thời gian, nên cô chú yên tâm ha, và Hồng Loan đã nhấn mạnh sẽ làm quyết liệt cái câu chuyện sao kê này, chứ không phải là giống như một số những tin đồn ha, quý vị đừng có tin những người khác, không có gì việc mà Hồng Loan không có im những người này sao kê đâu, không sao kê. Bây giờ đưa con người ta lên, đưa người ta lên tòa, lên công an rồi muốn người ta ủ tờ, muốn ba anh em ta ủ tờ hết rồi, rồi lên vu khống nhục mạ xúc phạm cỡ đó rồi, thì em hỏi cô chú vậy còn đường nào đâu mà gỡ, mà hôm đó mà không kêu sao kê. Hồng Loan đang yêu cầu cơ quan xác minh để mà yêu cầu mẹ con cô Sáu sao kê nha cô chú anh chị ha, và đang thu thập thông tin và xác minh của những cái người mà đã chuyển bill cho Hồng Loan để mà xác minh có đúng nhân vật hay không đó. Thì sau đó thì cơ quan chức năng họ sẽ có những biện pháp xử lý theo nghiệp vụ thôi, nên cô chú anh chị yên tâm ha, vấn đề sao kê này sẽ làm tới cùng luôn nha cô chú anh chị ha, và tiết lộ sơ sơ thôi, mà số nó lên ghê là mấy chục tỷ lắm, mấy chục tỷ sơ sơ hơn người cũng ôm vài trăm, mấy cái cô mà giống như là bún bò này kia thôi cũng vài trăm, rồi cô trợ lý là cũng lên có hàng tỷ đó, không ít đâu nha cô chú anh chị ha đó. Nên cô chú anh chị yên tâm ha, mà em nói thật sự chứ cần nói cái câu chuyện vô lý thì cần gì ký giấy sao kê, em nói mẹ con cô Sáu mà muốn sao kê thì chạy ra ngân hàng sao kê, cần gì ký giấy, cần gì Hồng Loan ký giấy đúng không quý vị, thấy không, tất cả mọi thứ họ đều làm được, họ đều trả treo lại được, nhưng mà có chuyện sao kê là họ không bao giờ trả treo được, tại vì trả treo 6 giờ không có đường trả trả treo hết trơn. Chị nói cái điều gì đám đám gì đám tang của cậu tôi lấy gì tôi sao kê, chuyện đám tang xưa giờ đâu có sao kê, quý vị thấy vô lý không, đúng là câu nói đó, đúng là cái câu nói đám tang từ xưa giờ không sao kê, nhưng mà người ta không sao kê cho mọi người, nhưng mà sao kê trong gia đình, và thường thì không sao kê đấy thì là con với vợ người ta sẽ hưởng thôi, đâu sao kê. Còn đằng này quý vị thấy không,
Tự nhiên cái ba tao mắc bay vô dành làm đám ma, sao đám tang xong thu thu về xong bây giờ không chịu đưa tiền cho con người ta, cũng không biết biết là chi tiền gì, rồi thu bao nhiêu trả bao nhiêu nữa, rồi mốt đi trả lại rồi ai đi, đúng không? Vì thấy vô lý không? Và trong cái bài phỏng vấn ngày hôm qua thì Hồng Long còn nhắc tới là một cái câu chuyện, đó là cái bức thư mà ông Năm để lại á, là ông Năm đã biết trước hết những cái điều mẹ con cô Sáu làm. Vậy là chúng ta có thể thấy rõ ha, thì cái họ có đó có thể là cái di chúc của ông Năm để lại, ông Năm đã chuẩn bị để mà nói cũng giống như là chứng minh cái thân thế của Hồng Loan. Thời điểm này là em nghiêng một hết 90% là cái đó có thể là giấy tờ mà xác nhận cái đó là Hồng Loan là con ruột của ông Năm. Tại vì một người như ông Năm mà cô chú vậy đương đầu cũng giống như là cũng đã trả nợ cho mẹ con cô Sáu nhiều rồi đó. Cũng biết rằng á âm mưu thủ đoạn mẹ con cô Sáu rồi. Bởi vì quý vị thấy không, tại sao mà một cái người nghệ sĩ, một cái người có tên tuổi như ông Năm, đáng lẽ chuyện gia đình người ta phải giấu kín, đằng này quý vị thấy không, người ta luôn lên miệng, luôn lên trên mạng khẳng định, thứ nhất Hồng Loan là con ruột của tôi, không phải là một lần nữa, cái thứ hai là tôi đã trả nợ cho mẹ con cô Sáu mấy chục năm, thậm chí trong cái live show vẫn vẫn khẳng định, nói chuyện với bạn bè vẫn nói vậy. Ý ông Năm là sao? Mọi người hãy nhớ những cái lời tôi nói này, để sau này có giả sử có chuyện gì á thì hãy nhớ những lời tôi nói đó, là tôi đã trả nợ cho mẹ con cô Sáu, tôi đã lo lắng và mẹ con Sáu đã báo tôi bao nhiêu tiền trong bao nhiêu năm nay, bây giờ tất cả những còn lại là cho con tôi, đúng của chú anh chị đó. Thì bởi vì em nghĩ rằng cái di chúc đó có đúng có thật hay không á, thì em nghĩ rằng Hồng Loan không có tự nhiên bị cái câu chuyện nói chi, đúng không? Và quý vị thấy không, báo chí người ta cũng viết rằng là vừa rồi đó là Hồng Loan đã lên tòa mà nộp những cái chứng cứ, trong đó có giấy tờ chứng nhận nhân thân của Hồng Loan. Thì cái giấy đó là ở đâu ra, tại sao mà trước kia không nộp mà bây giờ lại nộp? Thì từ cái ngày mà Hồng Loan phát hiện cái tờ giấy đó ở dưới giường của ông Năm thì bây giờ nộp cho cơ quan chức năng thì như đó đủ hiểu rồi, thắng gì nữa của chú anh chị, đúng không? Quý vị thấy không, đáng lẽ ba người ta thương con, quý vị thấy không, cái ông mà ba của cô ve nói rất là đúng một cái câu như thế này: tất cả những người trên thế giới này ba mẹ nào cũng thương con. Ông biết nói, ông mở miệng ông nói câu nói đó mà ông lại binh vực, ông nói trời ơi tài sản, còn cái phần thừa hưởng tài sản gì đó nếu mà nó được thì tôi vui tôi mừng giùm nó, còn ngộ gì tự nhiên tài sản của ba người ta để lại cho con gái người ta. Ông mở miệng ông nói rằng đó là tất cả ba mẹ nào cũng thương con, thì ba mẹ người ta cũng thương con người ta, cũng tự nhiên cái bây giờ ba mẹ nào cũng thương con, ông biết thương con ông thì ba mẹ người ta chú Năm vẫn thương Hồng Loan, tự nhiên cái ông được quyền ông thương con ông rồi ông cho ông Hồng ông Năm là phải thương con ông hả, tài sản của ông Năm phải cho con, kỳ vậy đúng không? Bây giờ ông nói được cái câu nói đó thôi, bây giờ ông để lại di chúc nói đi, tài sản bây giờ tôi để lại cho cháu đi, không để lại cho con mà cho cháu đi, thử coi nó có chuyện gì không, đúng không cô chú anh chị? Lên nói hay lắm, cho dù tôi có gì tôi có hy sinh, tôi có đai thì tôi vẫn cái gì ủng hộ con gái tôi, con gái tôi giành tài sản là tôi ủng hộ. Trời ơi, mình làm ba và làm cha mà mình không lo được cho nó để cho đi tranh giành tài sản những của người khác là thấy sai rồi, mà đó mà ủng hộ nữa, mình lên nói đạo lý dạy người ta làm người mà mình sống cách vô lý thì mình nói ai nghe, đúng không cô chú anh chị? Bởi vì tại sao mà cô ve này có coi thường, thà thân mật vui vẻ giống sạc pin cũng không, quý vị không nhìn cái cô lúc mà mỗi lần mà cái cô ve này tiếp xúc với ba của mình á, không hiểu giống ngó lơ ngó, nói chung là giống như là không để ý gì đó, thấy tội nghiệp lắm. Nhưng mà bây giờ mới biết là tại sao mà nó như vậy, quả báo luôn giống vậy, quả báo là như vậy đó. Rồi một cái thông tin cuối cùng mà em muốn chia sẻ trong cái video này là nói về những cái vụ lình xích mích ở trong group này kia á, thì nhiều người cô chú anh chị hỏi em như thế này, thì em nói như thế này: em chỉ tập trung một vấn đề đó là Hồng Loan thôi cô chú anh chị, em chỉ nói về Hồng Loan thôi, còn những cái người khác binh hay bảo vệ, thật sự ra em cũng giống như tất cả mọi người, không ai cầm cái hồ sơ trên tay trừ Hồng Loan và luật sư của Hồng Loan và chị Ni, nên những cái điều mà khi mà họ tuyên bố thì chúng ta mới tin là thật. Còn thật sự giống như em hay tất cả những bạn khác đang nói về cái câu chuyện này, thật sự ai cũng suy đoán, ai cũng suy luận và ai cũng phân tích trên những cái gì mà chúng ta thấy, chứ không có ai mà gọi là ôi tôi khẳng định tôi đúng 100%, tôi đúng 1000% và tôi là người mà giúp Hồng Loan này kia, không có. Thứ nhất là không ai có tiền mà không ai bỏ tiền để giúp Hồng Loan hết, đúng không, ngoài chị Ni và một số những cái người thân của chị Ni. Cái thứ hai là sao, không ai mà cầm được cái hồ sơ này hết, sao khẳng định đúng được đó.
Còn cái người mà ta yêu thương Hồng Loan thì người ta chỉ nhắm vô Hồng Loan thôi, chứ không bao giờ mà đi mà giống như là vạch lá tìm sâu, giống như là đi tìm những cái sai của những cái người khác, của giống như chung một bên á, chung một nhóm, mà chung một cái những người mà ủng hộ Hồng Loan, để vạch ra để chỉ người ta cái sai. À, thằng đó nó nói ủng hộ Hồng Loan như là sai nè, tôi ủng hộ Hồng Loan như vậy mới đúng nè. Không có cô chú anh chị, tại vì thật sự ra không ai khẳng định là đúng hết, tại vì chúng ta không cầm được hồ sơ, chúng ta không biết, chúng ta chỉ dựa trên những cái mà chúng ta nói. Nên mỗi người đều có một ý kiến, mỗi người đều có một cái quan điểm. Quan điểm của anh có như vậy nhưng mà quan điểm của tôi là như vậy à. Còn đúng hay sai gì á thì chúng ta phải chờ pháp luật quyết định, rồi chờ Hồng Loan nói. Và tất cả mọi thứ đều dựa trên Hồng Loan mà. Bây giờ giả sử như họ họ cam kết họ đúng á, thì giả sử họ sai họ chịu trách nhiệm gì? Họ cũng bình thường thôi, họ sai thì bỏ qua, họ lướt qua thôi, đúng không? Em cũng vậy, giả sử có cái em sai thì mình rút kinh nghiệm được sao mình nói thôi. Còn nhưng mà Hồng Loan với chị Ni khi mà chia sẻ bất cứ thông tin gì thì họ phải đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng họ mới chia sẻ, tại vì mọi thứ họ nói ra đều ảnh hưởng tới câu chuyện này, đúng không cô chú anh chị? Đó, nên đừng ai tự cho mình là trung tâm của vũ trụ hết. Mình không thích nữa thì mình lặng lẽ mình rời đi, chứ cũng đừng có kích động. À, tôi nghĩ cái câu chuyện này đã dừng tại thời điểm này, đã đi quá đà, hoặc là thời điểm này nó đã đủ rồi, không cần bảo vệ nữa, tôi rời đi. Mình là cái người lớn rồi, mình không tham dự nữa thì âm thầm rời đi. À thôi, tôi bận công chuyện gia đình, tôi không tham dự vào drama này nữa, tôi rời đi. Chứ đừng nói à, câu chuyện tới thời điểm này là đã ổn cả mọi thứ, đã chắc ăn trăm trăm rồi. Ủa, chắc ăn cái gì rồi? Đã đủ, đã hoàn thành rồi này kia, đã hoàn thành cái gì, đúng không cô chú chị? Mình đi mà mình còn kích động người khác đó, để cho người ta đi theo mình à, đúng không? Đó, bởi vì đây là cái mà em muốn nói. Còn tất cả mọi anh chị ủng hộ Hồng Loan em đều vui mừng, đều ủng hộ hết đó. Nhiều đó thôi cô chú anh chị, thì đây là một số những cái thông tin mà ngày hôm nay em muốn cập nhật và gửi đến cho cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy hay nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em, và xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha. Bye bye.